Hello, hello anh em. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau chúng ta xây dựng team cờ hó. Mình đã lên huyền thoại rồi, cho nên account này mình lại chuẩn bị chuyển sang chôn. Đá chôn là chính và chúng ta sẽ xây dựng team cờ hó anh em nhé. Chất lượng đội hình không quan trọng. Nói chung là hôm nay sẽ trai hát đá tử tế với team cờ hó này. Fan MU chắc không thích điều này, nhưng mà rõ ràng là huyền thoại của họ. Tên trong tên có chữ chó. Sir Charles. Sir Charles là ngôi sao thế giới. Hậu vệ chúng ta có Na chó. Rất nhiều những cái tên đúng không? Hậu vệ có Na chó đấy. Mua luôn. Còn ông Na chó Monreal nữa. Hậu vệ có Na chó. Tiền đạo có chú chó Mộng Tinh thì trong team có rồi. Không phải mua nữa. Y hê Na chó đây rồi. Thủ môn óc chó hay là thủ môn khác, thủ môn nào có chữ chó nữa nhỉ? Chó Hun U, đúng rồi, chó Hun U. Ôi thằng này không có hàng cơ. Ghê vãi chưởng. Cao 1m89. Cái máy 89 bình thường. Thôi, mình sẽ mua óc chó vậy. Đặt thế, 4 lít cơ. Mua luôn. Mua xong mới xem chỉ số. 1m85. Rồi, ok. Ô cô chó. Ông không chó. Tức là ông không cha chứ không phải ông không chó. Đau thế nhỉ. Kama chó. Kama chó xem nào. Kama chó. Ui, nhiều Kama chó lắm. Không có hàng với láo chứ mẹ. Con này hot vậy. Tốc độ 54. Đánh đầu mạnh ghê bồn. Con này khó nhỉ, con này khó lắm. Nát chó. Nghe tên nát thật. Nát chó không có hàng, láo thế nhỉ, khó đấy anh em ạ. Cờ ri chó vi oắc này không có hàng à, vãi thật. Con này ngày xưa đá cũng được đấy chứ, đâu đến nỗi đâu. Bây giờ chính là những con hàng này khó khó mua này. Chó chết này. Có một con tên là chó chết, hình như người Nga thì phải. Chỉ số 69, má đéo hàng, khó ghê. Rồi ôi hàng ngon, đéo hàng mới ghê chứ. Mày săn khó quá nhở. Săn chó ôi này đéo được ra hàng, mặc bình hết rồi. Không có săn chó thì đúng là cả một tội ác. Chắc là phải mua Pôn sờ chó ra, không mua gánh tim khó. Phải mua vậy, có phết rồi. Dê cho bố, dê bố chó. Tên khó vãi đái. Ôi ra không không tìm được rồi. Thôi chúng ta chuyển sang tìm dog. Chúng ta sẽ đi tìm dog. May quá còn con chó bia này. Gundogan, đúng rồi, còn có con Gundogan nữa. Gundogan biết kiểu gì nhỉ? Úi dồi ôi. Khó chưa? Mình sẽ viết bằng NDO tên tên khám vãi đây rồi. Úi xồ, phải tên lắm ký tự thế. 6 triệu đành phải dùng ô cô chó vậy. 11 củ đấy, giá cao vồn. Thôi phải mua thôi, hết hàng rồi. Chuyển sang chó chó trở nặng đi chó. Nghe có vẻ cũng hợp lý đúng không? Cá chó. Cứ mua về con nào ngon thì đá. Hai con này con nào chạy nhanh ta? Mic chó lu rồi. The mi chó vích. P chó lina. Chỉ số đâu? Để ăn thua. Diego ca chó. Được đấy, chuyển sang chó trở nặng nhiều. 11 vị trí rồi. Cri chó vi oắc khó mua quá. Chó chết cũng khó mua. Mấy con này công nhận là khó. Ok, chúng ta sẽ nhận tất cả. Chúng ta đủ người rồi đấy. Team đủ người à. Chú chó này. Ihena chó. Con Dogbia. Cá chó. Na chó Montreal. Quá đẹp. Được chuyện. Hay quá nhở. Bốn sợ chó. Bàn thắng đầu tiên. Ha ha.
Ngon. Trời, thủ môn óc chóa. Chốt chặn đáng tin cậy. Quắc nữa thì cũng to đấy chứ, không phải bé đâu. Hay quá nhờ. Con, ui mẹ. Hay quá. Chạy chậm vãi. Thái không biết chạy bao nhiêu. Lù ra lù đù. Con dog bia tốt quá nhờ. Bull dog gan. Chú chó mộng tinh đây. Cầu thủ mạnh nhất trên sân của mình. Úi giời. Chú chó mộng tinh đóng quả ghê quá. Dưới mét 69 thôi anh em. Hiếm nhỉ. Mi chó lu. Chú chó. Không được. Bạn quá bí phương án tấn công rồi. Được. Óc chó, chú chó mộng tinh đâu? Mộng tinh. Ôi giời ơi, đéo được. Thì là chó nào. Nhanh. Na chó. Đạch. Thải bắt kinh vãi. Chú chó đủ ngựa đéo vào. Quá nhau gù lít để sợ. Ơ cái óc chó. Ôi mẹ, đúng thủ môn óc chó thật. Ô có chó. Chú chó, trời ơi. Fuck. Đây rồi. Cá chó. Mẹ mày. Không vào. Giờ toàn gặp chọc trôi cho dô béo chạy ra. Không là rình rình cứa lòng. Lối chơi rất đơn điệu. Ôi tôi xong rồi. Mẹ thủ môn óc chó đẩy quả bóng kìa. Đây rồi. Pon sợ chó. Gâu chó. Đường kiến tạo gâu chó. Ôi không được. Sắc. Phối hợp như thế áo ánh không vào. Không còn biết nói gì hơn. Ô vai, vai trưởng. Ô đẹp như chó. Hay quá nhờ chú chó. Ihena chó phóng đấy. Mẹ tạt quả bóng. Trận này căng đấy. Xôi ôi, chả bắt được quả nào. Hay quá chú chó. Pha dứt điểm của óc chó. Và cú đá bồi của chú chó. Ăn mừng như một pharaoh. Sặc. Bóng trôi qua tay thủ môn rồi oánh nhéo vào. Na chó truyền quả đúng là ngu. Ăn cứ rồi. Xong rồi. Dù béo. Hay quá. Pha thọc gậy bánh xe đến từ từ ông nào không biết luôn. Tranh chấp một một toàn thua đấy. Tập trung vào các em ơi. Rồi, thủ môn óc chó cuối cùng cũng bắt được một phát. Ném bóng lên. Rồi, tuyệt vời. Ihena chó. Đấy. Đeo vào. Ah!
quá hay dành cho chú chó. Pha xử lý rất nhẹ nhàng tình cùm. Khó đỡ quá. Bọn này AI phòng ngự nó thấp quá. Mình biết nhưng mà mình không thể nháy được hết tất cả mọi cầu thủ cùng một lúc. Đây rồi, Ihena chó. Chú chó đủ. Lại là Hungry chăng? Ui trời, ăn cứt rồi. May quá. Sắc, không sút được. Đệt mẹ cái thằng Ihena chó luôn. Chú chó, bàn thắng của chú chó. Bàn thắng rất quan trọng. Nó đến vào những thời điểm cuối hiệp 1. Đây rồi, Ihena chó. Qua người. Hí. Éo thua. Đây rồi, đây rồi. Sút. Yeah. Sở chó lét. Tuyệt vời. Yeah. Rồi bạn trận này sút hai quả vào bố nó hai rồi. Sút ba vào ba. Mẹ. Rivando đóng gắt vãi đái. Trận đấu nó thiếu tình huống hài à. Cái thằng óc chó này còn diễn. Đá này hụt bóng. Thể hiện. Nói lìn. Ngôi sao ở trận đấu vậy. Pôn sờ chóa lét. Đá vào đấy không vào nữa thì chịu rồi. Ô. Oh. Duncan này được những 2 lít kia đấy. Thài nhìn có vẻ cao to. Được. Chó Hyun U này. Sevi. Tony Caru. Mắc binh này mà không lên à? Đấy. Úi dồi, mẹ ép một mạch lên cộng 5. Quá pro. Xong rồi. Mày quá. Vãi. Sự vỡ lờ. Yes. Wow. Huyền thoại Paul Scholes sút kìa. Ngày hôm nay ông này ghi bàn nhiều nhất đội. Quá khét. Hay quá nhở. Cũng đã bắt được một quả rồi. Chó Hyun U tuyệt vời. Ít ra thấy hay hơn thằng óc chó rồi đấy. Bộ tứ siêu đẳng với lại. Hay quá. Được. Hay, được.
Trời ơi, bừng tỉnh sau cơn mê. Hay quá nhở. Có cơ hội. Đạch đèn phải lìn. Rồi, cuối cùng thì Iena chó cũng có bàn thắng. Không được, không bất ngờ rồi. Cá chó. Đi. Ôi, đứa bạn kìa. Trời thế thì em quỳ. Ok, cánh phải dùng mẹ Joshua Kimmich là ngon rồi đấy. Chạy 71, chạy chậm. Con này chạy chậm, nhưng mà chẳng đá được. Ok, anh em mà thích đá sủa red thì tí nữa mình mua luôn. Úi giời ơi, súng chó, pha ghi bàn của súng chó. Gundog thì chúng ta sẽ đọc là súng chó cho nó nhanh. Không vào là hơi phí. Ronaldinho nhôm. Gấu chó. Đây rồi. Na chó Monreal rồi sút. Chú chó. Yeah. Á hi hi. Thơm. Hay quá. Đây rồi, đây rồi. Hở ra cho chú chó đóng thì đi họp đi. Họp đi người ơi. Không vào hơi phí. Hat-trick của chú chó Mộng Tinh. Hôm nay chú bắn hơi khét đấy. Chú chó Mộng Tinh đã bắn là mẹ tới nóc. Thủ môn Bú Len này. Đây rồi. Để bảo toàn một chiến thắng, chúng ta câu giờ đến phút này rồi mới sút. Phải không vào y hề là chó. Ê, chạy đi. Đúng rồi. Ít mẹ. Thằng Linh là cù. Yeah, chú chó nó sút khác hẳn đâu. Chú chó vào sút là phải trúng gôn, là phải có vậy, sút bừa đá bồi. Quả đấy mà lại thằng Ihena chó sút tít mẹ ra bên kia. Quả đấy thì chịu. Vãi đái. Củ tỏi bắt kìa. Sút điểm ơi. Yeah. Trời ơi. Mãi mới có tình huống nó sút vào thì hạnh phúc quá. Yes. Pha dứt điểm tuyệt vời của Ronaldinho. Hay thế nhở. Quả khó bắt được. Yeah. Đó là pha ghi bàn của Ihena chó. Tối nay mới xuống, ngày mai lại lên đúng không? Đấy, ui trời ơi, súng chó đóng kìa. Tuyệt vời. Hay quá nhờ. Chú chó. Đu pha. Ihena chó, chọn màu đi. Súng chó. Yeah.